Chúng ta sẽ cho cái vòng này vào.
đó, nó sẽ quay rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt tiếp nha. Tắt pin đi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái quầy ở chỗ này. Đây, và trên quầy này chúng ta sẽ có một cái kệ để sushi vô tay thì viên khách có thể thấy được đó. Đúng rồi, chúng ta có một cái kệ trưng bày những món sushi. Và đây là cái bảo hiểm nha. Cái bảo hiểm sushi à. Có một cái mềm da trong. Bây giờ trong mắt sẽ gắn cái bảo hiểm luôn nha. Trong mắt sẽ gắn cái bảo hiểm lớn vào đây nha. Từ bên đây các bạn ơi. Yeah. Và để cho mắt làm bên kia. Sẽ lấy ra hết luôn nha. Tôi nè, tôi sẽ bỏ vô và chúng ta kiếm nữa đi. Được rồi. Và trứng tiếp theo, mình sẽ bỏ đồ chơi sushi vô nha. Mình sẽ đóng nắp lại. Được rồi, yeah. Vậy là trong mình có 1, 2, 3, 4, 5, 5 quả trứng luôn. Và để cho mình bỏ vô cái máy bánh kẹo tự động nha. 1, 2, 3, 4 và 5 cái luôn. Yeah, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và bây giờ trong mình sẽ để sushi lên bàn xoay nha.
và mình sẽ để một cái dĩa lên và mình sẽ mở lên nha. Và mình sẽ bấm cái này. Sushi trứng chiên. Và tiếp theo nữa, sushi cá hồi. Và tiếp theo nha, sushi mặc áo, sushi cá ngừ. Tiếp theo là sushi tôm tươi. Và tiếp theo nữa nha, sushi tôm chín. Yeah, sushi cá mặt luôn. Và tiếp theo nha các bạn ơi, một cái dĩa và đó là sushi nhím biển. Tiếp theo nữa, sushi cá cơm. Sushi trứng và dưa đây nè. Và bây giờ để cho mâm tắt cái này và cho mâm sẽ để những loại sushi lên nha. Và bây giờ cho mâm sẽ để những loại maki lên các bạn xoay nha. Và mình sẽ để một cái dĩa đây. Và tiếp theo là sushi dưa leo, mình sẽ để lên đây nha. Và một cái sushi dưa leo nữa. Và mình sẽ để một cái dĩa lên nữa nha. Và tiếp theo là sushi cá ngừ. Và tiếp theo nữa là sushi đậu nành. Và bây giờ bàn xoay của chúng ta có nhiều đồ ăn rồi nè. Và bây giờ cho ma sẽ bấm cái nút này để nó chạy nha. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Và trong món đồ chơi này chúng ta có một máy nước tự động. Chúng ta sẽ để một cái ly vô thì nó sẽ chạy. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không? Để cho mình để cái ly vô. Đúng rồi, nước mới chảy chứ. Và ở đây có một cái máy bán trứng nè. Và mỗi khi búp bê ăn xong thì mỗi bạn búp bê sẽ được một cái trứng. Mình sẽ bấm nha. Từ ra đây các bạn ơi, một quả trứng có từ chơi. Mình sẽ để như đây nha. Xong cái dừa chị ta. Rồi yeah. Và bây giờ các bạn sẽ thử ăn cái, ăn một cái sushi để bỏ một cái dĩa vô cái tay nha. Mình sẽ ăn cái này. Xong rồi mình sẽ bỏ lên đây nha. Và ở trong đây có một cái khay để chén để dĩa nè. Và bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ làm tiếp nữa nha. Nó có pin. Hay quá đi. Cái này có thể cái tiếng ngõ để được kết quả. Hay quá đi. Mình có cam lên nhìn nó một. Hay quá. Là mình chưa có thấy kim một kim mới tự động như vậy mà có cam lên mà. Hay quá, nữa đi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Lần sau cho mình sẽ quay video Lick the Candy tiệm sushi này.